Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhãn lồng Hưng Yên, loại quả được mệnh danh là vương giả chi quả, là đặc sản tiến vua cũng sắp bước vào mùa. Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết cách để mua được nhãn lồng chuẩn Hưng Yên. Vậy thì hãy dành thời gian theo dõi chương trình tạp chí Kinh tế Phố Hiến ngày hôm nay để có được những thông tin hữu ích trong tiểu mục tiêu dùng thông thái. Phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về lối đi riêng của một trang trại trồng rất nhiều giống cây ăn quả mới trên đất Hưng Yên. Còn bây giờ sẽ là những thông tin tài chính thị trường chúng tôi vừa cập nhật. Chu kỳ điều chỉnh ngày 21 tháng 7, giá xăng đã tiếp tục giảm. Theo đó, xăng E5 RON 92 có giá 25.070 đồng một lít, giảm 2.710 đồng một lít. Xăng RON 953 giá 26.070 đồng một lít, giảm 3.600 đồng một lít. Dầu diesel giá 24.850 đồng một lít, giảm 1.740 đồng một lít. Dầu hỏa giá 25.240 đồng một lít, giảm 1.100 đồng một lít. Dầu ma rút giá 16.540 đồng một kg, giảm 1.170 đồng một kg. Mặc dù giá xăng dầu đã giảm mạnh, nhưng giá các mặt hàng thiết yếu vẫn ở mức cao. Giá ga hiện đang giảm tháng thứ 3 liên tiếp. Theo đó, giá ga Petro Việt Nam giảm 583 đồng một kg, tương đương mức giảm 7.000 đồng trên bình 12 kg và 26.235 đồng trên bình 45 kg. Tương tự, công ty dầu khí Thái Bình Dương cho biết các sản phẩm ga bán lẻ của doanh nghiệp cũng giảm 583 đồng một kg. Bình ga loại 12 kg của doanh nghiệp này đến tay người tiêu dùng không quá 469.500 đồng một bình và loại 50 kg không quá 1.955.000 đồng một bình. Giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi hiện nay có xu hướng giảm nhẹ so với tháng 6. Cụ thể, giá ngô hạt giảm từ 9.048 đồng xuống còn 8.600 đồng một kg. Khô dầu đậu tương giảm từ 14.699 đồng xuống 14.050 đồng một kg. Cám gạo từ 5.800 đồng còn 5.550 đồng một kg. Tuy nhiên, ngoài thị trường, giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao. Nguyên nhân là do doanh nghiệp phải sử dụng nguyên liệu giá cao nhập từ trước đó. Do ảnh hưởng của việc tăng giá các nguyên liệu đầu vào trong sản xuất xi măng như xăng dầu, than đều tăng, nên trong quý 1 năm 2022, nhiều doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh tăng giá bán xi măng ra thị trường. Trong đó, loại xi măng có giá bán thấp nhất là xi măng Cẩm Phả và Vinsem Hạ Long có giá 1.400.000 đồng một tấn. Còn xi măng có giá bán cao nhất là xi măng Hà Tiên đa dụng và Insti đa dụng với mức giá 1.720.000 đồng một tấn. Các thương hiệu xi măng Hoàng Thạch, Thăng Long, Công Thanh, Fico có mức giá dao động từ 1.460.000 đồng đến 1.560.000 đồng một tấn. Dựa trên nền tảng ứng dụng VietinBank eFast đã được đông đảo khách hàng ưa chuộng trong nhiều năm qua. VietinBank eFast mới sử dụng 55 tính năng mới và nâng cấp 81 tính năng hiện đại hỗ trợ nhiều cho doanh nghiệp. Trừ các dịch vụ ngân quỹ liên quan đến tiền mặt thì toàn bộ các dịch vụ ngân hàng đang được cung cấp tại quầy giao dịch đều được đưa lên ngân hàng số VietinBank eFast mới, phục vụ doanh nghiệp như giải ngân, trả nợ khoản vay, phát hành bảo lãnh, quản lý khoản phải thu như thu học phí online, thu hộ chung cư, quản lý khoản phải trả như thanh toán lương, nộp ngân sách nhà nước, chuyển tiền, quản lý thanh khoản đến các dịch vụ chuyên biệt như thấu chi online, gửi hồ sơ giao dịch, thanh toán hóa đơn nhà phân phối, v.v. Bán đông, đố ai quên được nhãn lồng Hưng Yên. Từ bao đời thì nhãn lồng đã trở thành sản vật quý của người Hưng Yên Phố Hiến với hương vị ngọt, thơm, hấp dẫn. Tuy nhiên thì không phải ai cũng dễ dàng lựa chọn được nhãn lồng Hưng Yên chuẩn. Hiện trên thị trường và ngay ở thành phố Hưng Yên thì có rất nhiều các loại nhãn trà trộn thương hiệu nhãn lồng Hưng Yên. Vậy làm sao chúng ta có thể lựa chọn được nhãn lồng Hưng Yên chuẩn? Mời quý vị cùng gặp gỡ bác Bùi Xuân Tám ở xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, người gần như cả cuộc đời gắn bó với cây nhãn để cùng tìm hiểu. Dạ vâng, xin chào bác Bùi Xuân Tám ạ.
Vâng, kính chào các quý vị khán giả. Với kinh nghiệm nhiều năm chăm sóc cũng như là thu hoạch nhãn thì bác có thể chỉ ra những cái đặc điểm tiêu biểu của nhãn lồng Hưng Yên không ạ? Nói đến vùng đất nhãn lồng Hưng Yên, thổ nhưỡng trên đất phù hợp với cây nhãn, khí hậu ôn hòa, nó tạo nên cái điều kiện rất phù hợp cho cây nhãn. Nhãn lồng Hưng Yên thì màu vỏ nó hơi hanh vàng và khi chín nó tương đối là nhãn vỏ, nó không còn gai xù xì nhưng còn quả còn non. Khi bóc vỏ ra thì vỏ quả nhãn thì rất là mỏng, cùi của nó khi chín là màu hanh vàng quyện vào nhau, nó lồng múi vào nhau thì các cụ gọi là nhãn lồng. Đấy, và khi như vậy ta ăn nhãn thì ta thấy rằng cái đặc trưng của nó là vân múi này, giòn cùi, sắc nước, trong lượng tầm được khoảng 85 đến 90 quả trên một cân, có hương thơm đặc trưng tự nhiên, cho nên là người ăn nhãn là dễ có cảm tình. Xin bác cho biết cái cách để phân biệt nhãn lồng Hưng Yên với nhãn của các vùng miền khác ạ. Vỏ của nhãn lồng Hưng Yên khi chín thì nó tương đối là nhãn gai và màu hanh vàng. Khi ta bóc quả nhãn ra thì vỏ rất mỏng và thể hiện ngay cái cùi của nó là quyện vân vào nhau. Nhãn của các tỉnh bạn ấy thì màu của nó là hơi hanh nâu và khi bóc ra thì vỏ dày và múi mỏng, có thể bị vỡ múi và độ đường không cao. Về hạt của hai loại thì nhãn lồng Hưng Yên bây giờ hạt cũng đen láy và nhỏ hơn, và các tỉnh bạn thì hạt to hơn một chút. Cháu được biết ở Hưng Yên có một loại nhãn được coi là ngon nhất, đấy là nhãn đường phèn. Vậy loại nhãn này có những cái đặc điểm gì hấp dẫn hơn so với những cái loại nhãn khác ạ? Nhãn đường phèn của vùng đất Phú Hiến Hưng Yên này có một cái đặc điểm riêng, tức là khi cầm lấy quả nhãn chín đấy thì vỏ của nó nhẵn và màu hanh vàng. Trong lượng quả nhãn thì khoảng 100 đến 120 quả trên 1 kg, hay nhỏ hơn tất cả các dòng nhãn khác. Khi nhãn chín bóc vỏ ra thì vỏ rất mỏng và ta nhìn thấy ngay là cái cùi của quả nhãn đường phèn là màu hanh vàng, khô, không ướt tay. Khi ăn cùi nhãn thì ta cảm thấy có cái hương vị đặc trưng, thơm mát và đồng thời này cái cùi nó giòn tan. Và khi ăn xong ta cảm nhận được nó có một cái vị ngọt như mật ong ở cổ họng. Hạt nhãn màu hơi hanh đỏ và nhăn, hạt rất bé. Trải qua thăng trầm lịch sử nhiều năm đến nay mà nói thì cái nhãn đường phèn đó cũng không được bảo tồn được nhiều, nó chỉ còn lại khoảng 3-5% thôi. Bác có lưu ý gì trong cách bảo quản nhãn để luôn giữ được hương vị tươi ngon không ạ? Khi nhãn chín thu hái về nhà vườn, chúng ta nên để nơi thoáng mát, hoặc nếu vận chuyển xa thì cho vào hộp xốp và trên cùng là ta rải một lớp lá nhãn mỏng, sau đó ta đậy nắp lại. Vâng, xin cảm ơn bác Bùi Xuân Tám rất nhiều ạ. Hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp quý vị có thể lựa chọn được những trái nhãn lồng đầu mùa tươi ngon nhất. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến nho thì chắc hẳn là quý vị sẽ hình dung ngay ra những vườn nho sai chĩu quả tại những vùng trồng nho nổi tiếng của Việt Nam, ví dụ như là Ninh Thuận chẳng hạn. Thế nhưng bây giờ thì quý vị có thể thưởng thức những trái nho tươi và được ngắt ngay tại vườn như thế này trên mảnh đất Hưng Yên. Và không chỉ có nho đâu ạ, còn rất nhiều loại cây ăn quả mới nữa được trồng trên đất Hưng Yên. Và ngày hôm nay thì mời quý vị cùng đến với trang trại của gia đình bà Hằng ở thôn Phú Cường, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu để cùng tìm hiểu về những lối đi riêng của gia đình với những giống cây ăn quả mới này. Trước đây gia đình nhà tôi là trồng nhãn, sau đó chuyển đến trồng thanh long. Thì khi mà nhãn không được mùa cho lắm mà đã được mùa thì rớt giá, mà được giá thì mất mùa. Tôi mới tìm hiểu trên mạng, ở bên Hà Tây là có một vườn nho, tôi đã thuê xe tận nơi thăm và thực tế là mắt nhìn thấy về là chuyển đổi từ cái vườn thanh long sang trồng nho. Trồng năm ngoái thì được một năm, năm nay là năm thứ hai. Thực hiện đông chế độ là phân hữu cơ, làm gừng tỏi ớt, ngâm và đánh. Cho nên là quả nho thì nó ăn ngọt đậm nhưng nó không có được cái mẫu mã đẹp như là mình đánh thuốc. Năm nay thì dự kiến mình sẽ thu hoạch được sản lượng bao nhiêu nho? Tổng diện tích 6 sào nho năm nay thì tổng thể thu hơn 1 tấn thôi. Vâng, mình có phải mang đi đâu bán không hay là sẽ có thương lái đến tận vườn để thu mua ạ? Toàn khách đến tại vườn thôi chứ còn đúng là chưa bao giờ mang đi đâu quả nào cả. Đấy, đến giờ phút này thì như thế này là đã gần hết rồi. Đáng lẽ phải chín đen nữa nhưng mà như thế này đã rất là ngọt rồi. Không như chín đen nó chỉ là màu. Màu thôi chứ còn cái chất lượng của quả nho thì màu xanh này ăn vẫn ngọt. Mình trồng hữu cơ mà. Đấy, không trồng không đánh thuốc. Nói chung là tại vườn đa số đến là cứ bán hữu nghị thì cứ 100-120 một cân. Còn các bà này đến lái buôn thì mình lại rút đi cho một chút. Tuyệt vời luôn, trồng nho chín mà rất là ngon. Dạ. Yeah. Vâng, quý vị có thấy tuyệt vời không ạ khi mà chúng ta sẽ thưởng thức những trái nho tươi vừa được ngắt ngay tại vườn như thế này trên chính mảnh đất của Hưng Yên ạ. So với trồng nhãn, trồng lúa thì trồng nho mang lại giá trị kinh tế ra sao ạ? Năm nay là năm thứ hai thì mấy câu thì tôi cảm thấy là hơn trồng lúa, trồng các cây kia nhiều. Nhưng mà để so với cây nhãn mấy cây ấy thì quá tuyệt vời. Cô gặp phải những cái khó khăn nào lớn nhất khi mà trồng nho trên đất Hưng Yên? Thế chung là điều khó khăn nhất là cái kỹ thuật mình chưa có. Thoạt đầu mình cứ nghĩ là Ninh Thuận vùng đó nó chỉ có nắng nóng, nó không có rét như miền Bắc mình.
Nhưng mà mình cảm thấy người ta trồng được thì có lẽ mình cũng trồng được. Tôi học từ trên mạng, sách vở, máy điện thoại, mở mạng trên TV ra để học hỏi. Ví dụ là kỹ thuật trồng như thế nào, kỹ thuật cắt cành như sao, và khi mà nó có quả thì chăm bón những cái gì. Và có một cái chú kỹ thuật công ty giống nho miền Bắc sang tư vấn. Trồng nho ở Hưng Yên thì cái điều quan trọng nhất mà mình cần phải lưu ý là gì ạ? Đã trồng nho thì phải có nhà kính. Cái việc đầu tiên phải có nhà kính, không mưa không gió vào nó không bị sương. Cái thứ hai nữa là nó có cái khó tính ở chỗ này này, cắt tỉa. Khi mà đã có chùm thì mình phải cắt tỉa, thì không được để nó mau rít như thế này. Chính ra này là mình là tham, vì người nông dân mình chưa có học hiểu gì thì nó vẫn là để tham. Chứ chính ra là người ta phải cắt những cái quả trong này là người ta bỏ đi hết. Thì nó chùm nó chỉ nó vừa thôi, nhưng nó quả nó sẽ to. Nhưng mà có kinh nghiệm từ năm ngoái năm nay rút ra được một ít thì sang năm sẽ rút kinh nghiệm nhiều hơn, thì vườn nó sẽ đẹp đẽ hơn. Đấy. Thì bây giờ là cắt buồng xong thì tiếp tục là làm lứa hai, là cuối năm sẽ được thu hoạch. Làm lứa hai thì tới đây là sau 10 ngày nữa là bắt đầu cắt. Cắt xong bắt đầu đấy, cho nó mầm nó ra nó có quả. Mình sẽ nghe ngóng thời tiết để mà cắt cành để cho nó tạo mầm cho nó. Thì cái này thì đòi hỏi cái kỹ thuật của mình là người ta phải đầy cỏ. Thì nếu mới trồng được đỗ tương ở dưới hay là lạc, đậu lạc càng tốt, để rễ của cái cây cỏ điều hòa cho cây. Chứ không phải là mình đem mình rổ trụi đi là tốt đâu. Vâng, không chỉ có nho đâu ạ, mà còn rất nhiều giống cây ăn quả mới với đất Hưng Yên khác đang được trồng ở tại khu vườn của gia đình nhà ông Khánh bà Hằng. Mời quý vị và các bạn tiếp tục tham quan ạ. Ngoài trồng nho ra, gia đình tôi còn trồng 1.000 cây la dứa ở Đài Loan, là 500 cây vú sữa hoàng kim. Đấy là những cây mới trồng của đất mình. Thanh long thì vẫn có diện tích thanh long cũ. Gần 3 mẫu thanh long cho ra khoảng là 20 tấn. 20 tấn thì nửa đầu năm nay tôi bán tại cửa vườn 30. Một cân, 30.000 một kg. Số mới từ đầu năm thanh long thu được khoảng hơn chục tấn. Tính theo bình quân nếu cái giá là 2 năm thôi. Hơn 200 triệu. Hơn 200 triệu đúng không? Hơn 200 triệu chứ. Lứa đầu tiên vậy, lứa đầu tiên đã có 100. Vì là thắp điện, thắp điện nó có lứa sớm hẳn là bán có lúc 35.000 một cân tại cửa vườn. Thanh long thì bây giờ thì tiến tới là tới một cây người thế thôi, một ngày một già thì tôi đã trồng sen na vào. Thì khi mà tuổi mình cao mình không trồng được thì không chăm được cây thanh long nữa thì cây na nó lên được rồi. Thì là cho vậy cây na thôi. Với việc đưa vào rất là nhiều giống cây mới như vậy rồi cũng có khó khăn khi mà gặp về các cái vấn đề khoa học kỹ thuật, thì cũng có mong mỏi gì những cái sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương hay là từ các ngành chuyên môn của địa phương hay không? Mong chính quyền địa phương từ mọi người là giúp đỡ những nhà vườn nên có lắp cho một cái đồng hồ để mua điện sử dụng trong việc tưới tiêu nước cho bà con. Cái vấn đề thứ hai thì cái kỹ thuật để học này. Vâng, cô nghĩ như thế nào? Mình có lo lắng lắm không khi mà đã 60 tuổi rồi, mình vẫn quyết định để tìm những cái hướng đi mới với những giống cây ăn quả mới như thế này ạ? Thật đầu no, tôi nghĩ tôi bỏ nó là một cái đam mê. Thực tế mà nói này, đời bố mẹ mình vẫn còn phải lao động nữa đời mình. Đấy, 60 tuổi thì đúng là cũng cao nhưng vẫn chưa phải là già. Vẫn đúng có thể học hỏi được. Đúng, chính xác. Vẫn mở được cái điện thoại, vẫn xem được tin tức, vẫn học hỏi được những cái khoa học kỹ thuật. Người ta không dạy trực tiếp, người ta dạy trên mạng. Mình vẫn học được, vẫn làm được. Nói chung là thời đại bây giờ là 4.0 rồi. Nói chung là bà con là không học thực tế thì học trên mạng thì vẫn có thể đưa ra được cái sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, không phải cứ khi ta còn trẻ thì mới có cơ hội để khởi nghiệp hay là thành công với những lối đi riêng. Câu chuyện của gia đình bà Hằng với một trang trại trồng rất nhiều giống cây ăn quả mới đã cho chúng ta thấy một minh chứng là hãy mạnh dạn và tìm tòi học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật thì rất có thể chúng ta sẽ thành công với những hướng đi riêng. Và chương trình Tạp chí Kinh tế Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn sự đồng hành của tổ hợp công ty cổ phần gốm đất Việt, công ty Bảo Việt Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ 15 phút thứ bảy tuần sau. Nơi linh khí ngàn năm góp muôn phần tâm huyết, chất lọc mỗi giá trị, tôi luyện những tinh hoa, nâng cao tầm công nghệ, tự hào cùng sản phẩm. Vươn xa đến muôn nơi, dựng xây công trình mới. Gốm đất Việt, gạch ngói không gieo mốc, tự hào đất sét nung Việt Nam.